Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Ô tô Hay. Bên em đơn vị chuyên kinh doanh mua bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi, có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn An Dương, thành phố Hải Phòng. Và đối diện mình ngay cạnh đường 10 đây. Đó, đường 10 này đi xuyên Bắc Nam này. Đấy, đối diện phía bên kia là chùa Cao Linh, cách quán toàn Hải Phòng 1 km. Vâng, trong buổi chiều hôm nay thì em sẽ lên sóng review giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn một mẫu xe được gọi là anh hùng quốc dân, một chiếc Toyota Vios bản Nimo lăng kịch đồ, sản xuất 2010, phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp và dung tích xin anh là 1.5. Công suất của cực đại của khối động cơ này là 107 mã lực. Đó. Xe thì mang biển kiểm soát tên tư nhân, mang biển kiểm soát 35A15496, mang biển kiểm soát Linh Bình. Đấy, sơn xi màu xanh xám. Màu này là màu xanh Mazda nhá. Màu này rất là lạ và đẹp. Đó, sản xuất 2010. Vâng, bản Nimo thì nó chỉ khác bản E là nó không có gương kính chỉnh điện, xi nhan tên gương, trên gương không có ABS, không có túi khí và không có la răng đúc thôi. Còn đâu thân vỏ mà máy móc thì nó như bản E nhé, như bản đủ. Đấy thì chiếc này thì tủ xe đã độ lên hết rồi. La răng đúc 4 bánh, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, màn hình cam nùi đầy đủ. Đó, sơn xi màu xanh xám này rất là sạch sẽ. Đấy, em lên hình này thì trên hình nó lại không đẹp bằng nhìn ở ngoài. Đó, một mẫu xe bền bỉ. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì khoảng 6 lít 3 đường hỗn hợp thôi. Đó, Toyota Vios. Đó, sơn xi màu xanh xám, màu xanh Mazda nhé. Rất là đẹp luôn. Vâng, hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 192 triệu đồng. Vâng, 192 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Xe thì có kích thước chiều dài là 4m3. Đấy, form mới thì là 4m4 nhé. Bề ngang là 1m7 và chiều cao thì lại cao hơn form mới một chút xíu. Chiều cao của chiếc xe này thì là 1m46. Còn đâu form mới là chỉ 1m45 thôi. Có chân kính nẹp mưa đầy đủ hết thôi. Tư nhân chính chủ về thì quý vị các bạn chỉ việc sẵn đi thôi. Đó, Toyota Vios. Chiếc này sơn xi rất là đẹp luôn. Đấy, xe này thì máy số vẫn còn zin này. Đấy, thân vỏ không đâm va tai nạn gì. Đó, xi nhan trên gương này, 192 triệu đồng. Tay nắm cửa Opilock mạ chrome, chân kính vẻ mưa đầy đủ hết. Đấy, vô lăng 3 chấu. Vô lăng này thì trợ lực lái điện. Và trên cái dòng xe Vios này trợ lực lái điện nhưng lái rất là đầm tay và thật tay nhá. Đấy, đây là phần táp lô táp ly này. Đó, rất là sạch sẽ. Đây là bảng đồng hồ trung tâm phía giữa này. Đấy, gương chống chói cơ. Trần đã được độ lên trần là 3D rồi, chống nóng, chống ẩm, chống bụi. Nội thất thì ghế bọc da mới rồi. Đó, ghế bọc da này, ghế múi rất là dày này. Đó. Đây là bảng tổng gương kính chỉnh điện. Đây là công tắc đèn gầm. Đấy, hộp phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp này. Đó. Đấy, màn hình giải trí DVD, cắm USB thẻ nhớ. Đó, điều hòa cơ, điều hòa 2 chiều. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị các bạn mà em đưa lên hàng ngày. Đó, hệ thống keo chỉ cột kèo của chiếc xe này là 4 cánh, 4 cột kèo là zin nguyên bản nhé. Không đâm va tai nạn gì. Xe thì máy số còn zin. Chỉ có 192 triệu đồng thôi. Đó, gương auto, gương kính chỉnh điện này. Đấy, kính lái auto nhá. Đấy, xe này được trang bị hệ thống âm thanh là 4 loa. Đấy, 2 loa cánh trước và 2 loa ở hàng ở phía sau, ở phía sau cốp. Đây là phần tem mác sản xuất này. Đó, Toyota Vios bản Nimo lăng kịch.
khác gì bản E cả. Đấy, giá thì rẻ hơn khoảng 40 triệu đồng. Đấy, dòng xe này thì máy móc nó rất là bền bỉ, độ phủ rất là nhiều ở ngoài đường và đồ đạc thay thế hỏng hóc rất là sẵn và rẻ. Nói chung là chiếc xe này thì dòng xe Vios này thì chi phí đi lại cũng như sửa chữa rất là rẻ và sẵn. Đấy, cột kèo zin. Và riêng cái dòng xe Vios này thì khoang nội thất thiết kế thực sự là rộng rãi. Đấy, hàng ghế phía sau này. Đó, đây em cao 1m7 này. Và ngồi vẫn còn thừa khoảng 30 phân. Thực sự hàng ghế phía sau ngồi rất là rộng rãi luôn. Bệ tì tay này. Đó. Đó, để điện thoại hoặc là để cốc nước này. Nội thất ghế da rất là mới, sạch sẽ. Hai chiếc loa ở đằng sau rất là to luôn. Đó, phần trần này, 3D. Đó, rất là sạch sẽ. Và rất là đẹp, cái màu này rất là sáng, sáng sàn nhé. Và dòng Vios này thì cái hàng ghế phía sau này rất là rộng và ngửa. Nó phải nói là rộng nhất ở phân khúc hạng B này. Đó, bệ thì tựa đầu này. Đấy, bình xăng của Toyota Vios kể cả những cái form mới thì luôn là 42 lít nhé. 42 lít. Đó là răng đúc. Đấy, phía trước là phanh đĩa, còn phía sau là phanh tang trống nhé. Đấy, là răng đúc, là răng phanh. Đấy, bề mặt lốp là 17,5 phân. Thành lốp thì là khoảng 10 phân nhé. Và na răng này là 14 inch. Na răng 14 inch. Đấy, phần cua lốp này. Chủ xe rất là cẩn thận. Đấy, ở linh bình thôi nhưng mà đã phủ chống mối chống mọt này. Đó, người ta những cái vùng biển như Quảng Ninh hoặc là Thanh Hóa, Nghệ An, những cái vùng biển thì người ta sẽ phủ từ lúc mua này. Đấy, để chống mọt, chống muối ăn mòn. Đấy, nhưng chiếc xe này biển 3 năm nhưng mà chủ xe rất là cẩn thận. Đấy, hệ thống đèn đóm này. Tất cả chiếc xe này thì đều được trang bị công nghệ đèn halogen Toyota Vios. Màn hình cam nùi. Biển kiểm soát 35A154916. Để ta cho quý vị các bạn xem phần khoang cốp này. Đấy. Mặc dù có kích thước chiều dài chỉ 4m3 thôi nhưng mà các nhà thiết kế đến từ Nhật Bản thiết kế rất là khéo léo. Đấy, cốp khá là rộng. Nó chỉ nhỏ hơn form mới một chút xíu thôi. Đó. Đấy, đây là phần sàn này. Đấy, lốp sơ cua này. Đó. Lốp này là đi được nhá, chứ không phải là lốp để chơi đâu. Đấy, vẫn hơi vẫn căng đét. Đấy, dòng này thì lốp sơ cua vẫn là lốp la răng sắt. La răng nguyên bản. Đấy, phần sàn xe này. Rất là sạch sẽ, không hề mục mọt gì cả. Phần đinh tán máng nước này. Đấy, keo chỉ lắp cốp này. Đấy, nguyên bản luôn. Đó, một chiếc xe khá là chất lượng. Mức giá là 192 triệu đồng. Đây là phần gầm bệ đây. Đấy, gầm bệ thì chuẩn chỉ, không hề mục mọt gì cả. Đấy, xe này sử dụng hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và dầm xoắn phía sau, giảm chấn thì bằng lò xo lén và thủy lực cái này. Đó, lốp phía sau còn rất là dày luôn. Dòng xe này thì sẽ mòn lốp trước nhanh hơn vì nó dẫn động cầu trước. Trước khi quý các bạn mà thay lốp thì nên đảo lốp sau lên rồi hãng thay lốp mới nhé. Đấy, chiếc xe này thì 4 lốp còn rất là mới luôn. 192 triệu đồng về sẵn đi thôi. Đó, lốp xịn nhá, Michelin nhá. Đó, hiện tại thì dịch giã thì bên em có hỗ trợ là ship xe đến tận nơi cho quý bạn xem. Đấy, quý các bạn chỉ cần cọc 3 triệu thôi. Đấy, vì đằng nào thì quý các bạn cũng đi lại cũng phải mất phí rồi cả thời gian nữa.
Đấy, quý vị các bạn cứ ở nhà thôi, cọc 3 triệu em đánh xe nên cho xem. Mình trước khi đi mình xem thì mình trước khi đi thì mình xem kỹ trên video cũng như ảnh. Đấy, quý vị các bạn mà em ship đến nơi mà quý vị ưng thì lấy, không ưng thì hỗ trợ tiền vận chuyển thôi. Đó, hệ thống keo chỉ đây. Đấy, quý vị các bạn mà có thắc mắc về thông số và kỹ thuật hoặc có thể trả giá thì lại phần bình luận phía dưới video ạ. Đấy, ốc bần này đây, chưa đụng đến cà lê màu led nhá. Thật ghế da màu đen sạch sẽ. Đấy, màn hình cam nùi. Đấy, xe này hạn đăng kiểm khá là dài luôn này, tháng 8 2022. Về đi chán chê rồi mới nghĩ đến việc đăng kiểm nhá. Đó, một chiếc xe rất là cứng xe. Toyota Vios. Đây là bảng tablo đồng hồ này. Đó, đặt ở trung tâm nhé. Đấy, vô lăng 3 chấu. Đấy, vô lăng còn khá đẹp nhé. Vô lăng thì chiếc xe này thì bọc nhựa mềm. Đấy, cái nhựa này nhựa mềm này. Và áo áo vô lăng. Đấy, gọi là áo vô lăng. Đấy, bọc thêm áo vô lăng nữa. Gương kính chỉnh điện. Đấy, đây là công tắc đèn gầm. Âm thanh thì rất là hay nhưng mà vì bản quyền em không thể test âm thanh cho quý vị bạn được. Đó, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe. Đấy, phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý vị các bạn, hoạt động trơn tru đầy đủ. Đấy, kính lái một chạm này. Đó. Đấy, màn hình cam nùi. Đấy, cắm USB thẻ nhớ chạy DVD nhá. Đó. Đấy, phần cam này. Góc rất là rộng luôn. Điều hòa cơ. Đấy, dòng vải ướt thì điều hòa thì không chê vào đâu được. Đó, cực kỳ mát luôn. Điều hòa hai chiều, xây gương xây kính đầy đủ. Đây là phần củ số này. Đấy, hộp số sàn 5 cấp. Dung tích xin anh là 1.5. Công suất cực đại là 107 mã lực. Phần phanh tay. Đây là phần cổng sạc 12V. Đây là chủ xe thì hút thuốc lá nên cắm tẩu thuốc lá. Thì quý các bạn mua cái cổng sạc thì mình sẽ cắm sạc ở đây. Hộc tì tay này. Đó. Đấy, chiếc xe này vòng tua cực kỳ là chuẩn chỉ luôn này. Đó, 800. Máy số còn zin mà. Đó. Đèn cảnh báo này. Đó. Vâng, phần gương, phần kính, phần đèn thì em bao test cho quý các bạn nhé. Sau đây sẽ tiến về phần khoang máy cho quý bạn xem này. Máy nổ rất là êm luôn. Cách âm khá là tốt. Đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc Toyota Vios sản xuất 2010, bản Imo lăng kịch phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp và dung tích xin anh là 1.5. Đấy, về cái bản này thì về phần máy móc và thân vỏ thì nó giống y như là Vios E. Đấy, giống y như bản đủ. Đấy, chỉ có điều là nó thiếu ABS và thiếu la răng đúc 4 bánh thôi. Đấy, khối động cơ này thì cũng sử dụng cam kép van biến thiên thông minh. Đấy, tăng khí lạp ở vòng tua cao, giảm thiểu khí thải và tăng hiệu suất cho máy. Đó, máy nổ diều siêu êm này. Đó, 10 năm rồi. Máy nổ rất là êm luôn. Máy số vẫn còn zin này. Đấy, như con ốc trên lắp dàn cò đây vẫn còn vuông đét nhá. Đấy, chưa hề ra một tí nào. Đấy, phần tai đây cũng vậy này. Đó, ốc áp còn nguyên zin nhá. Phần keo chỉ lắp cabo đây. Đó. Đấy, phần răng này không đâm va tai nạn một chút xíu nào luôn. Đó, vẫn nguyên bản theo nhà máy sản xuất. Máy số zin.
thân vỏ không đâm va tai nạn gì, 192 triệu đồng. Đấy, chiếc này, dòng xe này thì quý các bạn đi rất là yên tâm, chạy đường xa đường gần thì không bao giờ phải lo nghĩ gì. Đấy, khối động cơ này thì có công suất cực đại là 107 mã lực. Đấy, xe này thì máy đặt nằm ngang dẫn động cầu trước nhé, đó lốp trước nó sẽ mòn nhanh hơn nhé. Vâng, vừa rồi thì em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn một chiếc Toyota Vios sản xuất 2010 phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp và dung tích xi nhan là 1.5. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 192 triệu đồng. Vâng, 192 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh Ô Tô Hay. Xin chúc quý vị bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều là vui, luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.